Chào mừng quý vị và các bạn đến với tin nóng Euro 2024. Sau đây chúng ta cùng điểm qua một vài trận đấu đáng chú ý vừa mới diễn ra. Không phải Italia, Tây Ban Nha mới là khắc tinh của Đức. Trước khi chạm trán Đức ở tứ kết Euro 2016, Italia là cái tên mang đến rất nhiều đau thương cho Man City. Bằng chứng là họ từng trải qua 8 trận thất bại liên tiếp khi đọ sức với Ý ở các giải đấu chính thức trước khi mạch trận này dừng lại. Với thắng lợi trước Italia ở loạt đá luân lưu tại kỳ Euro cách đây 8 năm, Đức cuối cùng cũng phá được rốp thường xuyên bị Azzurri bắt nạt. Trong trận đấu gần nhất giữa hai đội vào năm 2022, UEFA Nations League, Đức thậm chí còn đè bẹp Italia với tỷ số 5-2. Tóm lại, Italia giờ không còn là nỗi ám ảnh với Đức. Thay vào đó, Tây Ban Nha mới là con ngáo ộp đáng sợ với Man City vào lúc này. Thật vậy, trong 6 lần chạm trán đội tuyển Đức gần đây, không kể giao hữu, Tây Ban Nha đã giành được 3 chiến thắng và còn lại là 3 trận hòa. Không ai khác, Tây Ban Nha đang là đối thủ khiến Đức có chuỗi trận không thắng dài nhất ở các giải đấu chính thức tính đến thời điểm hiện tại. Đáng chú ý, trong 6 trận bất bại kể trên của Tây Ban Nha trước Đức có chiến thắng tới 6-0 ở UEFA Nations League hôm 18 tháng 11 năm 2020. Đây là thất bại bại nặng nề nhất mà Đức phải hứng chịu từ sau thế chiến thứ 2 đến giờ. Để biết lần gần nhất Đức hạ được Tây Ban Nha ở giải đấu chính thức, chúng ta phải vặn ngược kim đồng hồ tới tận năm 1988. Tại kỳ Euro được tổ chức trên sân nhà, Tây Đức từng đánh bại Tây Ban Nha 2 bàn không gỡ nhờ cú đúc của tiền đạo Rudi Völler. Hiện giờ Völler vẫn đang làm việc cho đội tuyển Đức với tư cách giám đốc thể thao. Do muốn xin vía của Völler để lấy may, tiền vệ Joshua Kimmich chẳng ngại nói đùa rằng cả đội đang cân nhắc khả năng để chân sút lừng danh một thời này ra sân ở trận đấu tới. Trông cả vào Kroos. Nếu tính cả các trận giao hữu, lần gần nhất Đức đánh bại Tây Ban Nha cũng đã cách đây tròn 10 năm. Trong trận đấu diễn ra tại sân Balaidos của Celta Vigo, Đức với tư cách là nhà đương kim vô địch thế giới lúc đó đã vượt qua Tây Ban Nha với tỷ số tối thiểu. Người ghi bàn duy nhất giúp họ giành chiến thắng hôm ấy là tiền vệ Toni Kroos giờ vẫn đang cùng cả đội chinh chiến ở Euro 2024. Ở tuổi 34, tiền vệ mới cùng Real vô địch Champions League này mới đây đã đồng ý trở lại đội tuyển quốc gia để tiếp tục cống hiến cho Đức. Anh xứng đáng là điểm tựa đáng tin cậy để Đức có thể kỳ vọng vào khả năng sẽ quật ngã được đối thủ đáng ghét Tây Ban Nha. Ngoài việc có duyên ghi bàn vào lưới Tây Ban Nha, Kroos còn có lợi thế không nhỏ là anh đã chinh chiến ở xứ sở đấu bò trong suốt một thập kỷ cho Real. Khi có trong tay điệp viên quá hiểu về bóng đá Tây Ban Nha như Kroos, đương nhiên cơ hội chiến thắng của Đức cũng tăng lên trông thấy. Đó là chưa kể Kroos tuy không còn trẻ trung song anh vẫn đang chơi rất hiệu quả. Nhờ những đường chuyền có độ chính xác cực cao của anh, Đức đang tiến từng bước vững chắc trong hành trình chinh phục ngôi vô địch. Mbappe luôn tịt ngòi khi gặp Ronaldo tại các giải chính. Ngày 14 tháng 2 năm 2018, Mbappe đối đầu với thần tượng Ronaldo lần đầu tiên. Trận đấu diễn ra ở lượt đi vòng 1/8 Champions League trên sân Bernabeu. Real Madrid kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 2 bảng H, trong khi PSG dẫn đầu bảng B. Nhưng cục diện cuộc đối đầu trực tiếp hoàn toàn nghiêng về đội bóng Tây Ban Nha. Ronaldo lập cú đúp, còn Marcelo góp một bàn giúp Real Madrid thắng 3-1. Trong khi đó, Adrien Rabiot ghi bàn cho đội bóng Pháp. Ở lượt về 3 tuần sau, Mbappe tiếp tục tịt ngòi. Lần này, CR7 và Casemiro ghi bàn giúp Real thắng 2-1 ngay tại Paris. Trong khi đó, Edinson Cavani gỡ một bàn cho PSG. Ronaldo và đồng đội vào tứ kết với chiến thắng chung cuộc 5-2. Cuộc đối đầu thứ 3 diễn ra ở trận lượt đi vòng bảng Nations League ngày 11 tháng 10 năm 2020 tại Paris. Pháp và Bồ Đào Nha hòa nhau 0-0, còn hai ngôi sao đều không ghi bàn. Ở lượt về ngày 14 tháng 11, Mbappe vắng mặt, nhưng N'Golo Kanté ghi bàn giúp Pháp thắng 1-0 ngay tại Lisbon. Cuộc gặp lần thứ 4 là khi Pháp chạm trán Bồ Đào Nha ở bảng F Euro 2021. Lần này, Mbappe tiếp tục tịt ngòi, trong khi Ronaldo và Karim Benzema đều lập cú đúp cho mỗi bên. Trận đấu có tỷ số hòa 2-2, đủ để cả Pháp lẫn Bồ Đào Nha vào vòng 1/8. Sau khi tịt ngòi trong cả 4 lần đối đầu Ronaldo tại các giải đấu chính thức, Mbappe ghi được bàn trong một trận giao hữu. Đó là vào ngày 19 tháng 1 năm 2023 tại Ả Rập Saudi, khi PSG gặp Al Nassr. Bàn thắng đến từ quả phạt đền ở phút 60. Ronaldo trận này ghi 2 bàn, nhưng Al Nassr thua 4-5. Mbappe từng khẳng định hâm mộ Ronaldo từ nhỏ. Năm 2013, khi mới 14 tuổi, tiền đạo người Pháp rất vui khi có dịp gặp thần tượng tại Tây Ban Nha. Khi còn nhỏ, Mbappe dán ảnh Ronaldo khắp phòng. Sự ngưỡng mộ dành cho Ronaldo cũng là một trong những lý do khiến Mbappe chuyển từ PSG sang Real Madrid hè này, dù PSG sẵn sàng gia hạn hợp đồng với mức lương trên trời. Mbappe mới có một bàn tại Euro 2024, quả phạt đền trong trận hòa Ba Lan 1-1 ở lượt cuối vòng bảng. Anh bị gãy mũi ngay trận ra quân gặp Áo. Sau đó, đội trưởng tuyển Pháp phải đeo mặt nạ bảo vệ mũi và bị hạn chế khả năng quan sát. Ronaldo chưa ghi bàn nào trong 4 trận đầu tại Euro 2024. Tiền đạo 39 tuổi đã dứt điểm 20 lần và là cầu thủ dứt điểm nhiều nhất mà chưa có bàn tại giải năm nay.
Trận tứ kết giữa Bồ Đào Nha và Pháp diễn ra ngày 5 tháng 7 trên sân Wolfsburg, Hamburg, Đức. Chơi có trách nhiệm, chọn nơi uy tín. Truy cập ngay tề.mi/kto, nhận ngay 50k miễn phí trải nghiệm.